Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm theo một số cái đề nghị các bạn gửi mình ở trên fanpage khá là nhiều, đó là tạo một cái photo quote. Đại khái là một cái câu, xong rồi cái câu gì đấy, xong ép lên một cái hình, up lên em cộng các kiểu. Thì cách làm như sau, đầu tiên là các bạn sẽ tìm cái hình nền. Ở cái hình nền thì các bạn có thể vô image.google.com, đó là cái trang mà tìm hình của Google á. Có một cái lưu ý là ví dụ như là mình tìm couple chẳng hạn thế, thì các bạn nhớ vào các công cụ tìm kiếm nha, click vào đây nè, xong cái chọn cái kích thước lớn để ra cái kích thước mà nó lớn, hình ảnh dễ dễ xài hơn, dễ up hơn. Ví dụ như là int romance, thường các bạn có thể chọn là couple hay là cặp đôi hay là các kiểu. Thì thường mấy cái này mấy bạn khoái ngôn tình hay tìm thôi, chứ thực ra là bình thường nhé, ít có thể là các bạn nào làm những cái gọi là slide để trình chiếu thì có thể là các bạn sẽ áp dụng được, chứ còn nếu bình thường mà bảo đi làm mấy cái này thì chắc hơi không 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 có gọi là phổ biến lắm, cho nên là cứ tìm cái hình nào đấy. Đấy, khái mấy cái này, mấy cái trang em cộng rồi man cộng các kiểu, lấy toán hình xét xong bỏ lên cái này, chèn thêm vài hình nữa là các chị các em là cứ gọi là share. Thế là mình sẽ tìm cái hình cái hình này chẳng hạn thế. Nãy coi cái hình đẹp lắm mà lỡ tắt đi, xong cái hồi giờ tìm là không ra nữa. Thôi, nghĩa là đại hình nào cũng được. Hình nào có màu đi cho dễ. Đấy, lấy hình này chẳng hạn vậy. Lấy hình về ha. Nhìn hình nãy, hồi nãy mình có tải về thì phải. Đây, nó hình này. Nó đại khái thế, mình sẽ mở cái hình này trên Photoshop. Đâu rồi, hiển thị thư 1. Đầu tiên chúng ta sẽ resize nó lại, tại vì đa phần là chúng ta làm xong ta up lên Facebook thôi mà. Thì mình sẽ Ctrl Alt Y. Đó là chúng ta chỉnh là 2048, hoặc là ở đây là 1920, mình chỉnh lên 2048 cũng được, tại vì nó zoom lên không bao nhiêu. Đó, thì ở cái size này tí nữa chúng ta lưu lại thì up lên Facebook nó sẽ có cái chất lượng cao nhất mà nó không có bị vỡ. Thì có như vậy rồi ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một cái lớp mờ mờ màu tối, thì chúng ta sẽ click vào New Adjustment Layer này và chọn là Solid Color. Sau đó các bạn chỉnh cái màu đen hoặc là màu trắng tùy, nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà up lên Facebook á, thì các bạn để màu đen, tức là chúng ta sử dụng cái gam màu tối á, thì nó sẽ đẹp hơn. Giảm cái opacity đi chút cho nó mờ mờ lại như thế này khá là hay. Ví dụ như là các bạn không thích màu đen thì các bạn chọn màu khác cũng được, click đôi ở đây đổi màu. Đó, nhưng mà mình thì lại khoái tông đen, tại vì lát nữa mình bỏ cái màu chữ trắng lên á. Rồi kế tiếp theo là nếu chỉ có cái hình nền như vậy không thì nó sẽ không đẹp, tại vì chúng ta muốn nó có một cái hoa văn, cái họa tiết nào đấy nó đè lên. Ok ha, thì chúng ta sẽ chọn cái đó gọi là cái pattern. Thì ở đây cái pattern các bạn click ở đây, cũng ở chỗ chúng ta tạo cái ngay ở phía dưới cái solid color á, các bạn sẽ thấy cái pattern. Các bạn click vô thì ở đây có một số cái pattern, cái Photoshop nó có sẵn thì chúng ta cứ việc chọn thôi. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái pattern ở ngoài. Ở đây mình làm một cái ví dụ là về một cái pattern có sẵn đi. Thì bạn sẽ tạo cái pattern ha. Click tạo nè. Chúng ta chọn cái mẫu, thường là chúng ta sẽ chọn cái mẫu sọc sọc hay là sọc dọc, sọc ngang hoặc là chấm bi hay là thế nào đó. Thì đây mình chọn cái sọc chéo như thế này. Có thể là scale thì chúng ta tăng lên để mà cho nó cái đường nó rõ hơn, nó lớn hơn chút xíu. Nhưng đừng có lớn quá, tại vì chúng ta cần nó có sự tinh tế chút xíu chứ. Lớn quá nhìn nó hơi thô. Thì các bạn có thể thấy là đây nó đang là màu cái sọc nó là trắng đen, thì ở đây chúng ta muốn giữ lại cái màu đen mà chúng ta bỏ màu trắng thì các bạn sẽ chọn là Multiply. Còn nếu như các bạn mà muốn giữ lại cái màu trắng chẳng hạn thế thì các bạn sẽ sử dụng là Screen, thì nó sẽ bỏ cái màu đen đi. Như ở đây các bạn có thể thấy là nó đang là ví dụ như vậy, thì có thể giảm opacity đi các kiểu. Ví dụ nó sập sập như thế này rồi thì các bạn có thể giảm opacity và chúng ta thêm cái chữ màu đen lên. Tuy nhiên như nãy mình nói rồi, mình thích màu đen. Nền màu đen, chữ màu trắng, cho nên là mình sẽ để như thế này. Ở đây mình sẽ giữ lại cái màu đen, thì cho nên là mình sẽ để là Multiply và cái màu trắng nó sẽ bị khử đi. Rồi, thì đó là cái cách thứ nhất chúng ta sử dụng cái pattern có sẵn. Cách thứ hai là các bạn sẽ search những cái pattern ở ngoài. Có thể là nó sẽ là dạng Photoshop có sẵn, hoặc là nó là một cái dạng hình chứ không phải là file Photoshop. Thì lúc đó phải xử lý làm sao?
Đầu tiên ha, các bạn có thể sử dụng những cái trang như là Brush Easy hoặc là Transparent Texture như là cái trang này. Thì mình sẽ để cái link phía dưới, bạn có thể click vô. Ok ha. Thì đây có thể search thay đổi màu, ta tìm cho nó dễ. À đây, ví dụ nhìn chọn màu này đi. Các bạn có thể tìm bất kỳ một cái texture nào các bạn thích. Những cái texture này thì nó là transparent rồi, tức là nó nền là trong suốt rồi, thì các bạn chỉ việc đem về và chúng ta thêm vào hình thôi. Ví dụ là mình thấy cái hình này đi, carbon fiber này. Mình lấy về này, xong rồi kéo thả Photoshop, thả một cái trang mới nha. Tạo trang mới hoặc là click open thì cũng được. Thì đây đã có cái trang như nó bé như thế này. Cái pattern thực chất nó là chỉ là một số cái họa tiết xong nó lặp lại, cho nên là nó sẽ bé như vậy thôi, không cần phải lớn quá. Sau đó các bạn sẽ vào edit này, chọn define pattern, đổi tên. Đó thì nó, chúng ta đã tạo được một cái pattern mới. Thì đây các bạn click vô thì chắc chắn là cái pattern mới tạo đó sẽ nằm phía dưới. Đó thì đó cái cách mà chúng ta sử dụng cái file PNG ở ngoài để chúng ta tạo ra một cái pattern. Tuy nhiên cho nó dễ thì mình nói rồi, chúng ta sử dụng cái pattern có sẵn thôi cho nó nhanh. Chỉ việc mở chọn và chỉnh lại cái blending mode lại. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra cái chữ. Ở cái chữ này thì nội dung thường nó dài, cho nên là chúng ta sẽ click kéo và chúng ta tạo ra một cái khung, chúng ta thêm chữ vào. Canh lề thì mình sẽ canh bên tay trái ha. Thêm đi không? Bây giờ chúng ta chỉ việc tìm cái câu nào đấy nó ngôn tình chút xíu thôi. Nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy cái câu này mình lấy câu ngôn tình. Tôi không muốn mua cả một con lợn chỉ vì cần một cây xúc xích. Và Thái Anh Văn, ok, thì mình sẽ lấy cái câu này. Tất nhiên là mình hiểu cái nền mình đang dùng nó chẳng liên quan gì, nhưng mà thích thì mình cứ lấy lên thôi. Thôi không muốn mua. Không muốn copy luôn cũng được, nhưng mà đây nó là hình cho nên là mình phải gõ thôi. Ok, so thích, ok đó. Thì ở đây các bạn thấy là chữ ở đây nó hơi ít, cho nên là chúng ta có thể tăng cái size chữ lên. Các bạn có thể click chuột để kéo qua, nó cũng tăng cho nó nhanh. Và một cái số cái lỗi mà ta hay gặp là nó cái phông nó bị như này. Kiểu như là mình sử dụng cái phông nó không có hỗ trợ tiếng Việt á, cho nên là với những cái đó, với những cái ký tự mà nó có dấu thì nó sẽ bị đổi sang một cái phông khác. Và mình không hiểu tại sao nhiều bạn bị thấy phông của mình bị như vậy rồi mà cứ để nguyên như vậy. Tại vì biết mà nó bị lỗi như vậy thì chắc chắn là xấu. Cho nên là chúng ta nên tìm những cái bộ phông mà nó hỗ trợ tiếng Việt. Ví dụ như là cái phông mà mình cảm thấy nó rất phù hợp cho cái việc là tạo photo quote như thế này á, là chúng ta sử dụng cái bộ phông là SFU. Thì mình cũng sẽ gửi cái link ở ngay phía dưới phần description và mô tả. Thì các bạn click vào đó, các bạn tải về, thêm vào phông, chọn hết, xong cái bấm chuột phải chọn Intro, sau đó khởi động lại Photoshop thì nó sẽ có cái bộ phông SFU trong Photoshop của bạn. Ok ha, thì đây các bạn có thể tìm một cái phông nào đấy, ví dụ như là Trajan. Mình thích cái phông Futura ở trong cái bộ này, khá là đẹp. Tuy nhiên là có vẻ như là nó không có phù hợp function. Nói chung là cái phông ở đây các bạn chọn nó hợp thôi. Tại vì cả cái bộ phông này nó hỗ trợ tiếng Việt hết, cho nên là chúng ta không phải sợ cái việc là nó bị lỗi hay là nào cả. Ok, đây mình thích cái này thì mình sẽ căn chỉnh sao cho nó đẹp đẹp một chút xíu. Các bạn thấy cái chữ này nó không được tốt. Các bạn vào Window và các bạn chọn là Character hoặc là Paragraph đi, Paragraph. Đó. Các bạn chỉnh cho nó canh đều bên này. Đó, các bạn thể thấy là nó sẽ như thế này. Nó đều đặn, nó đẹp hơn. Ok. Thì đó là cái cách chúng ta tạo cho cũng như là thêm cái chữ ký ai nói các bạn. Thái An Văn chẳng hạn vậy. Đấy, bài tên tiếng Trung của cho nên là mình thêm dịch lại, có vẻ nó không đúng cũng được, chả sao. Ok, có thể là tên này thì mình sẽ size nhỏ lại, ta quét chọn rồi giảm size đi thôi. Rồi thì đó là xong. Rồi đây có thể là một trang, các bạn là đang là admin của một trang rồi đấy, ta muốn thêm cái logo, cái hình vẽ, một cái tattoo rồi đấy, các bạn cứ file place and có thể là ở trong bạn sử dụng Photoshop CC 2014 trở xuống á thì nó sẽ là chữ Flace thôi, còn ở trong CC 2015 trở lên nó sẽ là Flace Embed. Click vô trong chúng ta chọn tới cái logo chúng ta muốn chèn vô. Nhưng ở đây là không phải logo, mình không có logo gì nhiều, mình lấy đại cái logo HP Photoshop của mình nhét vô thôi. Bạn click vô file và các bạn di chuyển nó sao cho nó vừa ý. Giữ phím shift, muốn thay đổi thì nhớ giữ phím shift nha, để mà nó không có bị móc méo như này, xấu lắm. Giữ phím shift
là kéo vô thì nó sẽ đẹp hơn. Ok rồi, bấm Enter. Thì đó là sau khi chúng ta tạo xong cái full report rồi, bây giờ chúng ta sẽ lưu lại vào file này, chọn Save As và chúng ta sẽ sử dụng là PNG. Đấy, chúng ta muốn up lên Facebook với lại một cái chất lượng tốt nhất thì chúng ta sẽ để là PNG. Ví dụ như là đây là full report happy Photoshop chẳng hạn thế. Các bạn click Save. Thì đây chúng ta đã có một cái file PNG, file full report khá là đẹp, chỉ việc up lên Facebook thôi. Mình sẽ đảm bảo các bạn nó sẽ không bị vỡ nếu như cái hình của các bạn nó chất lượng cao. Hồi nãy mình cũng giới thiệu cái cách để chúng ta tìm cái hình mà nó kích thước lớn nhất rồi. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi tút này. Nhớ click like, subscribe và share cái video này nếu các bạn thích ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tutorial sau.